Đứa nào đây? Đứa nào đây? Ừ? Đứa nào đêm 30 mà phá cửa nhà ông đấy hả? Em. Ồ, nụ. Ờ, anh làm gì đấy? À, không. Khổ quá, anh tưởng cái bọn trẻ con hàng xóm nó sang nó trêu mà. Đêm hôm đi đâu đấy? Anh không nhớ chiều nay em và anh hẹn gì à? Chiều nay. À, khó chịu trong người đúng không? Thôi được rồi, vào đây. Giao thừa đến nơi rồi, nhanh con tranh thủ. Không phải. Em bảo với anh là giao thừa sang nhà em xông đất. Ô, em có nói với anh thế à? Có nói. Sao anh lại không nhớ nhỉ? Thôi chết rồi. Thế thì dở rồi. Sao? Tối nay anh bận rồi. Một lát nữa là anh phải qua một số nhà hàng xóm, người ta nhờ anh sang xông đất này ra. Nhà ai? Nhà ông Tị này, bà Tí này, anh Tì này, chú Tí này, cô Tị này. Bỏ hết. Thế bây giờ em hỏi anh nhá. Anh có yêu em không? Có, tất nhiên rồi. Thế bây giờ anh muốn tí to hay tí bé? Tất nhiên là càng to thì càng tốt chứ sao nữa. Thế đi. Thế nhưng mà khoan. Thế là bây giờ sang xông đất nhà em á? Đúng rồi. Ôi này không được. Anh lại cứ tưởng chiều nay em bảo là chỉ sang chơi thôi, chứ anh mà biết là xông đất thì anh không dám nhận lời rồi. Bởi vì là như thế này nhá. Cái chuyện xông đất ý, nó phải là hợp tuổi hợp mệnh thì mới sang được, chứ không phải thích là sang đâu. Nhưng mà thầy em bảo cứ ai là rộng là hợp với tuổi thầy em rồi. Đi. Thế à? Ôi từ. Lại sao nữa? Tự nhiên tôi không hiểu sao lại đau bụng thế nhỉ? Ôi trời ơi, cứ xong giao thừa đã, rồi về làm gì thì làm. Em đợi anh mấy phút, anh vào anh đi nhanh đấy. Bây giờ anh mà đi thì qua giao thừa mất, thế còn gì nữa. Nhưng mà... Thôi rồi, thế thì đứng đây đợi anh vào anh lấy cái quạt nhá. Quạt nào? Hả? Quạt đây này. Thế hóa ra anh cài quạt ở trên đầu à? Đi được chưa? Này, nụ ơi, cái quạt này nhá, cái quạt này là của bà anh để lại cho mẹ anh. Rồi mẹ anh để lại cho anh bảo là sau này lấy vợ thì mẹ anh sẽ tặng cho con dâu đấy. Cái quạt này ấy, ngày xưa là bà anh cứ toàn đứng ở ngoài đình rồi đào liễu một mình em đi đâu ơi cô. Thôi mình... đi luôn à. Từ đây ta đến mận vườn đào, trông trà khắc chi sơn đồ thủy mặc. Thầy U đâu? À để em gọi. Thầy ơi! Thầy U ơi! Thầy ơi U ơi! Ai nhìn tiếng? Con nụ đấy! Ai nhìn tiếng con nụ? Con nụ hả? Thế mày đi chết băm chết vằm ở chỗ nào mà bây giờ mới dẫn xác về nó đâu rồi? Đây! Thầy U! Dậu đấy ạ! Dạ! Cháu xin kính chào bác trai. Cháu chào bác gái ạ. Nho nhã quá ông ạ. Dạ. Đoan trang. Dạ, năm mới cháu xin chúc hai bác vạn sự như ý, tỷ sự như mơ ạ. Cảm ơn cậu. Thay mặt gia đình, tôi cũng chúc cậu và gia đình bên ấy là an khang thịnh vượng, tài lộc như ý. Dạ, hoa tạ. Ông. Còn theo cái thủ tục không thể thiếu được đó là mừng tuổi. À dạ. Thôi thì năm nay chăm sự làm ăn của gia đình nhà chúng tôi. Dạ. Thế là cũng trông cả vào dậu đấy. Trông cả vào cái vía của cậu. Dạ. Nhá. Ừ. Thế đây là 3 đồng này để mừng tuổi cho cậu. Dạ, cháu xin ạ. Từ từ. Còn cái này để sau giao thừa này thì dậu sang, thế là tươi cười niềm nở từ ngõ vào, rồi mừng tuổi cho mỗi người một đồng để lấy cái may mắn. Dạ. Cái vía mà hàng của cậu. Dạ. Nhá. Đấy, nhờ cả vào cái vía tuổi dậu đấy. Bác gái vừa bảo là cái gì? Thì cậu tuổi dậu đến gì nữa là... tam hợp với ông nhà tôi. Không khổ quá. Dạ cháu tên là Dậu. Và tuổi của cháu là tuổi Thìn ạ. Hả? Sao lại là Thìn? Thìn? Tuổi Thìn xấu. Ơ kìa bác, Thìn đẹp mà. Ủa? Thìn xấu. Thìn đẹp. À.
Ôi trời ơi, mày ném cái gì vào mồm tao đấy hả? Tao ném đất đấy. Ôi giời ơi, sao khổ cái thân tôi thế, lấy được cái con vợ. Mày biết ông đang nằm đây ông làm gì không? Hả? Nằm đây làm cái gì? Tao đang hứng nước ở trên trời nó rơi xuống, khát nước từ đêm qua đến giờ. Giời ơi, sao lại lấy được cái con vợ nó như thế này, có khổ cái thân tôi không chứ lại? Giời ơi, sao mà ngu thế hả giời ơi? Ngu thế nào? Thế sao không đi ra giếng làng ấy, mà nằm đấy? Thỉnh thoảng người ta đi, người ta múc nước qua, người ta tạt cho một gáo mà uống. Thế nằm đây chờ sương, chờ đến bao giờ hả? Giời ơi, tao đi được ra đến giếng làng thì tao đã xuống tao uống nước rồi, việc gì cũng phải nằm đấy chờ. Đi ra đây xa bỏ bố lên được cái chứ lại tao nằm đây tao há chờ xương xuống, hiểu chưa? Thế mà tôi lại cứ tưởng là ông chờ sung đấy. Sao được lấy đi cái con vợ nó ngu thế này, có khổ thân tôi không? Chờ sung thì mày phải kê chõng ra gốc sung để ông chờ sung, chứ ông ngồi giữa sân này, nằm giữa sân này thì sung đâu ra mà chờ hả? Mà sao lại ui sao có con vợ nó lười thối tây ra, có con trâu mày phải cho nó ăn thì tao mới mang đi cày được chứ. Mày lười như thế, mày không cho trâu nó ăn thì nó làm thế nào? Thì tao chả bán trâu đi, tao uống rượu còn gì nữa hả? Này, thế tao hỏi mày nhá, bây giờ có con trâu mày bán đi rồi, thế thì lấy gì mà cày? Mà không có cày thì lấy gì mà ăn? Rồi ôi, thế thì cứ ngồi đây mà há mà chờ. Rồi tao ơi, tao cũng ngồi đây, tao cũng há đấy, xem có cái gì rơi xuống rồi tao mày cùng ăn. Rồi ôi, rồi há cái mồm thôi, mày há cả chỗ đấy ra. Ui giời, đúng cái đồ lười thối thây, không làm mà đòi có ăn ấy, chỉ có ăn cái đầu. Đầu gì? Ăn cái đầu gối này này. Mày há lại tao xem nào. Há không phải há cái đấy, há cái này này. Tiệt đấy. Này ngon đấy. Ngon cái gì mà ngon? Sáng ra rửa mỡ à? Mỡ cái gì? Còn lâu. Mỡ sao mày ngu thế? Tao có cách kiếm tiền rồi. Đúng rồi. Cả nhà mình có cái ăn rồi. Chồng đâu? Ôi giời ơi, đừng có nhắc đến cái thằng vô tích sự ấy nữa. Nó đang nằm ở ngoài gốc sung kia kìa. Ôi thế à? Thế thì bây giờ thì mình sướng nhỉ? Sướng thì vào đây chứ, đừng lấy làm sao mà sướng được. Vào luôn. Thế, ngồi xuống đây. Ê, cẩn thận đứt dây. Ôi giời ơi, cái gì cũng cẩn thận. Cẩn thận quá thì thôi, về nào, cầm dây cầm thước về. Thông cảm cho đằng này, lần đầu tiên làm chuyện đấy. Từ trước giờ đã bao giờ đi đò dạo như thế này đâu. Giời. Này. Nói nhỏ nghe này. Cái gì mà chả có lần đầu tiên. Mạnh dạn lên, chỉ sợ mai mốt đằng ấy lại nghiện, cứ quay lại đòi đo nữa. Thế thì thế bây giờ coi như là đò nhá. Đò thì chỉ cần gì nữa. Đò thì ấy, cởi ra đi. Cứ cởi luôn. Ừ. Thế nhưng mà không được. Sao? Như thế không công bằng. Sao không công bằng là như nào? Cởi thì ấy cũng phải cởi chứ. Không lẽ cởi lại cởi một mình. Cởi luôn. Đúng rồi, có làm thì mới có ăn. Còn không làm gì mà đòi ăn, chỉ có ăn cái đầu. Đầu. Cái đầu. À, đầu đây rồi. Cái đầu gối này nè. Úi giời ơi, tao bắt được rồi nhá. Con này thằng này, dạ, mày đến đây làm gì? Mày làm gì ở đây? Dạ, chị nhà bảo em đến đo à? Đo à? Mày đo cái gì? Mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây. Nó bảo đo cái gì? Mày đo cái gì? Hả? Tôi có biết cái gì đâu. Tôi đang nằm ở nhà ngủ
thì anh ấy lao vào, anh ấy đòi anh đo tôi có gì đâu. Mày, mày đo cho tao cái liều. Anh ơi, Ôi là anh ơi. Em cắn đường con tôm. Anh ơi, anh chỉ đây. Hả, cái gì? Anh đừng có hồ hoán. Bà con hàng xóm nắng giềng nghe thấy thì chết em. Em còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Mà nhất là con vợ em. Con vợ em mà nó biết thì nó cắt cổ em. Cắt cổ, tao không phải đợi con vợ mày nhất. Tao cắt cổ mày luôn. Tao cắt cổ mày luôn. Anh cho em bồi thường à? Dạ. Bồi thường à? Dạ vâng ạ. Có cho nó bồi thường không? Không, làm sao mà bồi thường được danh dự của tôi mà. Mày định bồi thường danh dự của vợ tao bao nhiêu tiền? Dạ. À đây, đây. Dạ thưa anh. Đây em có 2 quan tiền để hôm nay em đi lấy mãi. Mày nghĩ danh dự của vợ tao nó chỉ có được bằng 2 quan tiền thôi? Ôi giời ơi, con vợ của thằng thợ máy đâu? Anh bé cái mồm em không chết em anh ơi. Bao nhiêu? Mấy quan? 4 quan hả? Lại thằng kia! Dạ. Tao cho mày bồi thường danh dự của vợ tao ít nhất phải là 5 quan! Ôi anh ơi! Nhưng mà... Thế thì... Thôi như này nha! Còn 3 quan nữa thì... Ngày hôm sau em gửi nốt anh chị ạ! Được không ạ? Được rồi, cầm lấy! Tao nói cho mày biết nhá! Dạ. Ngày mai mà tao đến mà mày không giả lốt cho tao 3 quan nhá thì tao sẽ nói chuyện với cả cái con vợ mẹ nhà nhá! Dạ. Đừng có đùa, tao kêu ầm ĩ lên! Cốp! Dạ vâng, em nhớ rồi ạ! Dạ. Làm sao thế? Em chào anh chị em về! Sợ đái cả ra quần rồi. Xem nào. Tiền dễ kiếm quá mình ơi. Nhưng mà tôi nói cho cô em biết nhá. Lần sau ấy là có vẻ mình phải vào thẳng cái gối luôn. Cứ đầu phải vào gối thì tôi mới phi vào được chứ. Trời ơi, được rồi, rút kinh nghiệm. Nhưng mà lần sau là phải nhớ đấy nhá. Tôi nhớ rồi. Gối luôn. Trời ơi, bọn đây đi. Ây, từ nào. Ôi giời ơi. Buồn quá. Ôi giời. Cái gì? Nhầm. Đây là guốc của cởi mà. Thế guốc của mình đâu? Đây của mình mà. Ê, đây. Hả? Hai trái tim là một đôi. Thế thì của mình đây. Ôi dồi ôi. Này. Hả? Mày thế chứ gì? Mà này. Hả? Sao quốc cứ không đi lên lệ cái phán nách thế nào? Đi thì phát vừa rồi nhá. Con mà sứt cái mõm này à. Dạy. Cẩn thận đấy. Này. Hả? Cởi ơi. Cởi đây. Cởi cho mình hỏi nhé. Hỏi đi. Chồng cởi đâu? Úi giời ơi. Đừng có nhắc đến cái thằng vô tích sự đấy nữa. Làm cởi buồn. Sao lại vô tích sự? Sáng sớm người ra đi ra cây sung, ôm gốc sung, chờ sung rụng rồi. Chiều mới về. Ôi giời. Chán lắm, chả được tích sự gì. Chả nhờ được việc gì cả. Uổng quá. Quá uổng. Uổng kinh như được ý. Này, thì đúng là uổng thật ý. Đấy, làm gì thì mất uổng đi. Này, thì nó không ăn uống gì à? Không, nó ra đây nó chờ sung dụng nên ăn đấy. Ôi dồi ôi, đúng là phí của giời. Không ăn được ý, thì cởi mở cho cả làng này người ta xơi chứ nhỉ. Sao lại nói cởi thế? Cởi ơi. Cởi đây. Đố cởi nhá. Đàn bà thích cầm cái gì nhất của đàn ông? Giời ơi. Hỏi tiếp cũng phải hỏi. Cầm tiền, cầm vàng, còn cầm cái của nợ gì nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Này, thế mà mấy con hỉm ở trong làng ý, nó lại cứ thích cầm cái này. Giời ơi, làm sao mà bằng cởi được. Uổng quá. Thế có muốn cởi giống mấy đứa kia không? Giống
mấy con hiếm ở trong làng ấy hả? Ý trời ơi, thế thì nó lại thích cầm tay. Đi. Ê, từ 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 từ. Trời ơi. Ê, uổng quá. Thế mà nó bảo là đồng trinh. Nhưng mà đúng là ngon thật. Đã uổng. Ngon lắm. Uổng quá. Sao thế này? Ôi trời ơi! Sao mày không nói gì? Sao nó làm mày mà mày không nói? Ôi trời ơi! Mày ơi! Tại sao mày không vào? Thì tao phải nghe tín hiệu. Đã thống nhất là bao giờ có cái câu đầu gối thì tao mới lao vào cơ mà. Nhưng mà tao mới nói đến cái đầu thôi là nó đã đút vào mồm tao rồi. Đút cái gì vào? Tao đút cái rẻ đấy, không đút cái gì nữa. Ôi trời ơi! Mất hết cả rồi. Đúng là cái đồ ngu. Mà cái tội mày ấy, mày chứ còn ai nữa. Mày không thông minh, không thấy vợ mày ra thì mày phải đạp cửa mày xông vào xem mày làm gì vợ mày chứ. Ôi trời ơi, nó giết tao trong đấy mày cũng kệ tao à? Khổ thế, lấy được con vợ ngu sao mày ngu thế? Mà cũng tại cái thằng Kim Hoàn đấy. Thiên sư, khốn nạn. Thiên sư cái thằng Kim Hoàn. Thôi, đi lại ngó nghiêng ít thôi. Có đi lại nữa thì cũng không hết được cái vẻ vô duyên đâu. Ngồi xuống. Tại thầy ý. Tại gì tao? Này, thầy không hiểu mày. Mày giống ai mà mày bé thì còn được, càng lớn lên thì càng vô duyên. Cao cái đầu, lớn cái thân, nhưng mà không bằng cứ nhìn cái thằng anh mày. Mới nhìn thầy mày đấy này. Rồi, thầy cứ nhìn, thầy nghĩ mà xem. Con gái làng này, có đứa nào là con không trồng cây si, trồng cây trúc ở cổng nhà nó đâu. Nhưng mà tại sao nó lại không lấy cái con làm chồng? À, nó bảo thế này này, không về làm dâu nhà ấy được. Ông bố nhiều vào quá. Này, mày đừng đem cái vẻ xấu xa vô duyên của mày mà mày đổ hết sang tao nhá. Con gái nó không yêu mày là do mày không ra cái gì. Con thầy mày đấy này, anh mày cái kia không duyên ra. Dáng cả gái làng này nhá, thầy mày là gái trẻ vẫn còn mê tít thò lò nhá. Không ra cái gì cũng là con thầy nhá. Tao cũng chả biết mày có phải con tao không. Thế không con thầy con bu thì con ai? Con ai ấy? Con ai thì phải gọi bu mày dạy hỏi chứ mày biết. Chứ tao biết làm sao được. Con nói với thầy nhá, thầy cứ đợi đấy. Con gái làng này đi qua hôm nay có đứa nào con tán nữa đấy, cho thầy biết mặt nhá. Đợi à? Mấy chục năm nay tao vẫn đợi đấy. Đợi dùng cả nông chân, đợi nổi cả gân ra mặt đấy. Này, mày mà yêu được ấy, bao nhiêu ruộng của nhà cỏ mày tất. Cứ phải nói thẳng đấy này, thầy mày ấy, cứ chấp mày trước. Rồi, thầy chấp con trước. Thầy đợi đấy nhá. Đợi, tao vẫn đợi đấy. Có đứa nào đi qua đây. Chấp mày trước. À, đây rồi. Chấp mày trước này. Đi đâu? Này này. Em ơi, ước gì em hóa thành lò, anh thành que củi anh thò vào trong.
Thế hay là em ơi, ước gì em hóa thành con trâu, anh đây thành con đỉa, anh bâu lên mép đùi. Hay là ước gì em ơi, ước gì em hóa thành một cái chum, anh thành một cái gáo, mình tung tung mình múc nhau, tung tung mình múc. Này, ê, có đồng ý yêu anh không? Mình về nấu cơm chung một nhà nhé. Này, không yêu thì cũng phải nói một điều cho xong. Có yêu không? Có yêu không? Hả? Yêu? Yêu cái thằng thầy nhà mày. Ơi. Thằng thầy nó đây. Đấy, thấy chưa? Con tán nhưng mà lại yêu thầy. Yêu thầy thì về nhà với thầy. Thế thì của thầy tán. Cẩn thận ngã người ta bây giờ. Ôi giời ơi. Trời ơi. Tưởng thế nào? Già rồi còn cố. Trông thế này ai mà chẳng muốn cố. Thế nào? Bây giờ xong xuôi công việc rồi. Đưa tiền đây cho đằng này còn về. Tiền à? Tiền thì không có thiếu, nhưng mà nói thật, bế một cái thịt đụng thịt, da chạm vào da, thấy người nó cứ bồi hồi. Này, hay là góp gạo thổi cơm chung đi. Nỡ mà. Thế nhá. Mình ngồi xuống đây. Đây, nhà tôi đây. Nhà cửa tành toàng, chả có cái gì mình. Thế này mà mình còn bảo là tành toàng à? Niềm mơ ước cả đời của em đấy. Mơ ước cả đời của em mà. Thế thì từ nay không phải ước nữa nhỉ. Ơ kìa, ai người ta nhìn thấy xấu hổ, chết mất đi được ấy. Này, bao nhiêu năm ăn dè hạt tiện mới xây được cái nhà, chả có cái gì, tích được thêm vài cái ống bơ vàng thôi mình ạ. Ôi có thế thôi á? Ừ. Gà trống nuôi con, kiểu gì mà tích cóp giỏi thế nhở? Này, dạ. Các cụ nói cấm có sai tí nào. Các cụ bảo là cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau. Thế nào mà anh lại vồ vào cái duyên mình? Thì đúng ra mình là con dâu anh đấy. Nói thế mà nói được. Hàng xóm láng giềng á, người ta nghe thấy người ta lại dị nghị. Mình có hai thằng con trai, nó mà nghe thế á, tôi mất cái uy đấy. Thách bố nó cũng không làm giảm được cái uy của mình. Thế thì phải làm nở mày nở mặt lên cho tôi đi nhá. Có tôi, tôi nói một câu là chúng nó xanh mắt cáo. Thì đúng ra là có phải đầu tiên ấy, là cái thằng ất nó chả tán mình còn gì. Thôi. Thế mà thế nào mình lại thích tôi, mình lấy tôi. Đúng là cái duyên cái số nhỉ. Mình sợ mất cơ uy à? Để tôi gọi chúng nó lên, gọi tôi lên. Dạy dỗ nhá. Vâng. Thằng ất, thằng ơ đâu rồi? Dạ. Ra thầy bảo đây. Vâng ạ. Ô, người yêu thằng ất đến chơi đấy à? Ngồi xuống đây. Không phải ơ, ai làm gì đâu mà ơ. Còn nhà mắt dày, thất lễ. Dạ bẩm thầy, hôm trước con chả thấy ở quán nước đầu làng nhà mình ấy, thằng ất nó chả sàng xê rồi còn gì nữa. Không phải ơ, hôm trước khác, hôm nay khác. Hôm trước cái thằng ất sàng xê, nhưng mà cô dần cô ấy đổ lại mê sang thầy. Thế nên sẽ có một ngày thầy đây cũng đổ cô dần càng mê. Mày nhìn cái gì? Thằng ất đâu? Dạ ất ơi. Ơi, lên thầy bảo lên đây. Dạ. Dạ chào thầy. Này. Hả? Không nhận ra người quen à? Hả? À, chào dân. Rồi, để tôi dạy chúng nó. Này, từ nay
thầy trịnh trọng tuyên bố với các con, Dần sẽ là vợ của thầy, là dì của chúng mày. Hồng hồng tuyết tuyết mà ngày nào chưa biết cái chi chỉ tóm chặt chặt tóm 15 năm thâm thoát đã ra gì, ngoảnh mặt lại đã tới thì tớ liệu tóm chặt 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 tóm 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 tóm. Thầy ạ, thầy ạ, thầy ơi, gọi cái gì? Tao không bị điếc đâu. Thầy không biết thì con gọi thì thầy phải bắt nhời chứ. Để mày đứng ngay đây mà sao có phải bắt nhời? Có việc gì nói đây. Thầy nào cáu cẩn với con. Con biết, con biết là thầy vẫn giận con là cái chuyện sáng nay con với cái vợ chồng cái thằng khờ đấy. Vợ chồng thằng gì? Thằng khờ ấy. Mày bảo nó là khờ à? Nó còn khôn gấp vạn lần mày ấy. Khờ. Cả làng này gọi nó là thằng khờ, mày cũng gọi nó là thằng khờ, nhưng mà nó là cái thằng khờ ăn người đấy nhá. Đấy, mày thấy không, nó đã lừa mày được rồi mà chính bản thân nó đấy, nó còn lừa được cái con vợ nó đẹp như tranh vẽ ấy thế cơ mà. Con mày lúc nào cũng vỗ ngực mày thông minh, có con thần kinh nào nó mò đến mày chưa? Giời, đấy là chẳng qua con chưa thích lấy vợ đấy, con mà thích nhá, gái là này á, con cưa đứa nào đổ đứa đấy luôn. Giết cơm mồm. Cứ đứa nào đổ lưới. Thế tóm lại ra ăn hết lá sắn chưa? Ăn hết lá sắn chưa? Ăn hết lá sắn chưa? Mày mở cái mồm mày ra. Mày điếc à? Con không điếc mà thầy vừa bảo là con ít mồm. Mà lá sắn làm sao mà ăn được? Con có phải trâu bò đâu mà ăn lá sắn. Mày còn không bằng châu bò nhá. Nó coi mày không bằng châu bò luôn. Úi giời ơi, còn với cái. Được rồi, thầy cứ yên tâm nhé. Còn con, còn thầy ở đây. Con hứa, con thề với thầy, thu này con sẽ không quên đâu nhá. Quên thì mày làm cái gì nó? Bây giờ vợ chồng nó chỉ lừa con được lần trước thôi, lần này á con đã có cách. Cách gì? Đường dài mới biết ngựa hay. Hãy đợi đây. Đợi đi. Đứng lại. Mày đi đâu? Thế bây giờ đêm hôm rồi không đi ngủ thì đi đâu? Úi giời, mày đi ngủ mày đập bàn, mày đứng phắc dậy ông ấy. Cứ tưởng mày sang này mày đánh hai vợ chồng nó đấy. Con đập bàn là để con thể hiện cái quyết tâm, cái chí khí của con nhá. Con đi ngủ đây. Chí khí? Được rồi, để ông chờ xem cái chí khí của mày thế nào. Nước gì mà nhạt như nước ốc ấy. Dạo bước lên bu nó ơi. Nhanh lên. Ôi giời. Này. Hai vợ chồng này. Chúng mày dạ, đi đâu đấy? Vợ chồng con chào cậu ạ. Chào cậu ạ. Đi đâu đấy? Vợ chồng con đang định ra đồng. Ồ, mà đến mùa thu hoạch đâu mà cậu đã xuất hiện ở đây rồi. Cái thằng này. Mày. Thế mày nghĩ là chỉ đến cái mùa thu hoạch thì cậu mới xuất hiện à? Cậu là cậu quan tâm lo lắng cái công việc của chúng mày. Dạ. Cho nên là cậu phải đến cậu giám sát ngay từ đầu mùa, hiểu dạ, chưa? Dạ vâng ạ. Thế là năm nay là vẫn làm ở trên cái đất của cậu đúng không? Dạ vâng. Dạ, vâng. Vẫn trên là thửa ruộng của cậu. Ừ. Dạ. Rồi rồi. À con này. Sang cậu bảo, sang cậu hỏi cái. Dạ thôi con đứng đây nói chuyện với cậu là được rồi cậu ạ. Thế tóm lại là chúng mày năm nay có muốn làm trên đất của cậu không? Hả? Dạ. Đi sang đây. Sáng ra cứ để cậu cáu. Dạ vâng ạ, thưa cậu. Ngồi lên đây cơ. Kiếp bún đó.
Này cậu hỏi này. Dạ. Dạ vâng. Thế năm nay là định trồng cái gì? Dạ năm nay. Tao hỏi mày à? À, thưa cậu, năm nay vợ chồng con để con tính đó cậu ạ. Tính à? Dạ vâng. Thôi cậu tính luôn như thế này nhá. Năm ngoái, thật ra là cậu biết đấy chứ, nhưng mà cậu thương chúng mày. Dạ vâng. Cho nên là cậu ưu ái, cậu để cho chúng mày lấy cái phần dưới, còn cậu lấy phần trên. Nhưng mà thôi, năm nay đổi lại đi. Năm nay chúng mày cũng phải nhường cho cậu. Cậu sẽ lấy phần dưới, còn chúng mày lấy phần trên. Chứ không ở nhà thế. Thầy của cậu chửi cậu ra tai quá. Cậu lấy phần dưới? Ừ. Bọn con lại lấy phần trên à? Ừ. Nhưng mà cậu ơi. Thế nào? Thế có làm không? À, không làm thì lượn. Cút, khôn chéo. Dạ, bọn con làm ạ. Thôi nhá. Thế dạ cậu vâng. Cậu về đây. À, gửi cho cậu tiền bát nước nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ vâng, cậu lại nhà ạ. Đúng là cái bọn cướp này. Cả một đợt thu hoạch, có một ít củ ở bên dưới, giờ nó cũng đòi lấy mất. Thì vợ chồng mình ăn cái gì? Mình cứ để tôi tính đã. Tính nhanh lên. Mà lần sau cấm ngồi cạnh cậu đấy nhá. Rồi biết rồi. Tôi không thích đâu. Để tôi tính đã. Thôi đi thôi. Cấm đi. Ôi giời ơi, mày lớn rồi mà mày chả có khôn gì cả. Thầy suốt ngày đánh con là thế nào nhỉ? Lớn tướng thì vẫn đánh. Không đánh mày à? Bây giờ mày phải chủ động, mày làm, mày cứ lôi thầy ra đây làm gì? Hả? Con gọi thầy ra đây để con chứng minh cho thầy biết rằng là năm nay con khôn ra rồi. Con không ngu mãi được, thầy hiểu chưa? Chứ còn gì nữa? Không bao giờ là tắm hai lần trên một dòng sông. Con nói cho thầy biết thế. Ngu mãi thì phải thông minh chứ gì? Thầy yên tâm. Thầy còn đang lo mày không phải là con của thầy ấy. Thầy nói thế là ý gì đấy? Rõ ràng thầy thì thông minh như thế. Ngày xưa là ông bà mà rất khó khăn. Vậy mà thầy phải vắt óc làm ra của cải vật chất như thế này. Giàu nhất nhỉ ở cái làng ấy. Ê, vậy mà mày cái vụ vừa rồi mày thấy không? Hả? Thầy yên tâm. Mày hợp đồng người ta thế nào? Thầy nghe con nói đây này. Các cụ đã dạy rồi, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nhá. Thầy là thầy mới giàu ở cái đời này thôi. Cho nên là sau này còn đến đời con, rồi đến đời cháu con thì lúc đấy nó mới phá, nó mới bán hết. Nhá, yên tâm. Cái gì? Ôi giời ơi, mày thấy cả cái vụ vừa rồi nhá. Đấy mày lôi cả một cái đống cây sắn, lá sắn phơi khô đi để cho thầy nấu cám lợn rồi thổi cơm, gấp khói tét cả mắt ấy. Suốt ngày thầy đây nghiến con cái chuyện đấy, con đã bảo là đấy là chuyện năm ngoái. Năm nay con thông minh ra rồi. Thầy yên tâm. Lần này nhá, con là con nắm đằng chuôi. Thầy chắc, hiểu không? Chắc chưa? Chắc luôn. Thầy yên tâm. À đây, vợ chồng đến rồi. Đây. Lại đây, hai vợ chồng kia lại đây. Dạ. Ôi, ôi ho. Dạ, con chào ông, con chào cậu ạ. À. Dạ. Phụ nữ ơi. Con chào ông, con chào cậu ạ. Này, cái thằng chồng mày ấy. Đợt này nó chào thế là chuẩn đấy. Dạ vâng ạ. Đúng thứ tự đấy. Dạ. Nào. Hai vợ chồng vừa đi thu hoạch về đấy hả? Dạ vâng ạ. Thế là vừa mới thu hoạch hết cái phần trên rồi đấy hả? Vâng. Dạ. Theo như đúng lời cậu nói thì vợ chồng con thu hoạch ở phần trên mặt đất, còn nhường cho ông và cậu thu hoạch ở phần dưới mặt đất ạ. Thế thu hoạch xong chưa? Vợ chồng con thu hoạch xong rồi ông ạ. Này, thấy chưa? Thầy nghe chưa? Thủng tai chưa? Sáng mắt chưa? Con đã bảo rồi, con là bây giờ thông minh rồi. Này, thế các con là năm nay vẫn lại trồng sắn chứ không? Dạ, thú thật với ông và cậu, năm ngoái vợ chồng con ăn sắn nhiều chán lắm rồi ạ. Đấy, mày thấy chưa? Vợ chồng nó cả năm ăn sắn chán. Thế còn thầy với mày thì ăn củi cũng chán rồi nhỉ. Thôi, thầy hỏi gì hỏi đi. Thế năm nay chúng mày trồng cái gì? Dạ thưa ông, năm nay vợ chồng con trồng mía. Hả? Trồng mía? Dạ vâng ạ. Mà vợ chồng chúng mày thu hoạch ở trên mặt đất. Vâng. Thế mày
Mày để cho ông với cậu mày ăn củ bí à? Dạ, bọn con chỉ làm theo lời của cậu thôi ạ. Dạ, thôi chúng con xin phép đi ra chợ bán mía, không nó tàn chợ ạ. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Chào ông, chào cậu ạ. Đi thôi. Đi thôi. Thôi. Thầy đóng cái mồm vào nhá. Con thừa biết là thầy định nói cái gì rồi. Cái mồm thầy rộng như thế là con biết thừa là thầy định nói cái gì con rồi nhá. Con không ngu đâu. Nhưng mà tiền sư cái vợ chồng nhà chúng mày nhá, chúng mày nhớ tao nhá. Chúng mày lừa tao lần này là lần thứ hai rồi nhá. Thầy ơi, con xin thầy, quá tàn bà bận, con xin thầy cho con thêm một cơ hội nhá. Đúng một lần thứ ba nữa thôi, chắc chắn là con sẽ trả thù được. Chúng nó không thể lừa con được nhá thầy nhá. Con xin thầy. Con về trước đấy. Ôi con mệt quá. Con Sen đâu? Sen! Dạ dạ, con đây ông ơi. Dạ. Con Sen đâu rồi? Dạ, ông gọi con à? Mày là đực hay là cái? Dạ, con là đực ạ. Thích tại sao ông gọi con Sen mà mày cứ dạ là dạ thế nào hả? Dạ, ông quên à? Ông gọi Sen lắp ráng hẳn nghe được. Tại sao không nghe được? Lúc sáng hẳn với ba đi về bên nhà ngoài. Ngày mai nhà ngoài ông có dồ đi nữa. Ừ nhỉ. Ôi giời ơi, đầu óc bao nhiêu việc nó loạn hết cả, không nhớ cái gì nữa. Thế còn mày đang làm gì? Dạ con đang ngủ ạ. Ngủ thế nào hả? Hả? Dạ. Ông truyền đời cho mày biết nhá, mày không bao giờ được phép ngủ khi chủ của đang thức. Hiểu chưa? Đó chưa? Dạ. Nhưng mà ông ơi, mà tối rồi có việc chíu, dư gần sáng rồi thì con ngủ thôi. Mày nhớ cái việc gì không? Dạ, hả? Con chả có việc chi cả ông ạ. Ông giao con sáng ngày mai tạt cái áo, con túi thì không có việc chi cả ông ạ. Thế bây giờ gần sáng rồi đấy, nhá. Dậy đi, chuẩn bị tắt áo cho con gì đó. Dạ. Úi giời, đứng lại. Dạ. Cậu đâu? Dạ, cậu có không biết ạ? À? Mày ở nhà mày trông coi cái nhà này thì mày phải bao quát cậu đi đâu mày phải biết chứ. Hả? Okay. Hay là mày biết mày không nói? Dạ không ạ. Đúng không? Dạ, cậu đi đâu? Dạ ông để cậu ra, ông không biết cậu đi mố thì lắng con biết được. Dạ, mày ở nhà mày trông nhà mà mày không biết cậu đi đâu. Cậu đi đâu? Dạ ông ơi. Ông ơi. Dạ con nói ra thì cậu đánh con ông ạ. À, cái thằng này giỏi nhỉ. Thế mày nghĩ mày không nói thì mày không bị ăn đòn à? Hả? Hả? Mày có... Hả? Ông ơi, cậu đi đánh tổ tôm không ạ? Ôi ôi là giời ơi. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì còn tổ tôm với tổ cá ấy, thì khổ thật. Mà thì ông nói cho mày biết chứ. Cái thằng cậu mày ấy nhá, nó bị ai lừa thì ông không nói, nhưng mà bị cái thằng đần nó lừa có nhục không? Cái chuyện tiền nhá, của thì ông không thèm chấp, nhưng mà cái danh dự nhá, rồi nó bêu do chắt chấu vào mặt cả cái dòng họ như này nhá, ai thì để cho cái thằng đần nó lừa không bao giờ. Mày sang bên kia mày lôi cổ cậu về đây cho ông. Ông ơi, dư có mà sáng đổ lối ấy, là ông hiểu, con xác định là con nằm ở bên nếu về luôn. Sao? Cậu đánh con chết luôn. Thế mày ở nhà mày nghĩ mày không bị ông mà đánh chết à? Hả? À? Mà con đi không? Đi ông, con đi ông ạ, con đi. Đi cũng chết, ở nhà cũng chết. Ôi giời ơi, nó vẫn còn đều đầu óc nó đi tổ tốt với chứ, khổ thân tôi không. Con với cái, đúng rồi, con dại cái mang mà lại khổ thế này. Thầy ơi, thầy trò cái gì? Sao có cái
chuyện gì mà thầy cứ gọi giật gọi với con về thế? Con đang chơi tổ tôm, đang vui tự nhiên gọi về. Úi giời ơi là giời ơi. Ông phải đau hết cả đầu, không ăn không ngủ được. Mày đi tổ tôm với tổ tép. Hả? Thế thầy đau đầu cái gì? Mày đưa hết công mía về gặm chưa? Ôi giời, tưởng cái chuyện gì? Thế là hóa ra thầy vẫn cay cú cái chuyện đấy à? Mày... cả một cái vụ chứ mày ăn, nó ăn không của mày mà không đau đầu à? Quá thì con cũng đau đầu lắm, con điên lắm nhưng mà thấy yên tâm. Cái loại vợ chồng nhà nó thì... chẳng qua là lúc đầu con hơi chủ quan thôi. Lần này nhá. Thôi được rồi. Sáng ngày mai con sẽ dắt thầy đi với con nhá. Để con sẽ xử lý chúng nó, cho thầy nhìn, cho thầy sáng mắt ra. Ừ. Thầy đi vào phòng ngủ đi. Con còn sang chơi tổ tôm tiếp đây. Trời ơi, cái thằng vô lo vô nghĩ kìa. Cái vụ trước mày cũng yên tâm, vụ này mày cũng yên tâm. Úi giời, ông chỉ muốn cho mày cầm cái mổ lại đi. Đấy, nhờ hai cái mùa thu hoạch của cậu với ông mà vợ chồng mình có của ra đi, của vào. À, giỏi nha. Ôi trời ơi, tươm nha. Dạ, con chào cậu ạ. Chào cậu ạ. Bây giờ hai vợ chồng này có cả tiền ăn quà vặt đấy à? Dạ, thú thật với cậu là nhờ có ông và cậu nên là vợ chồng con mới có của ăn của để đấy ạ. Dạ, của vào của ra. Dạ, vợ chồng mày được cái mồm này. Con này ngồi đây cậu bảo. Ơi, ngồi xuống đây. Dạ vâng. Cậu nói thật nhá. Thật ra cái vụ mùa vừa rồi cậu lại cố tình cho vợ chồng mày đấy chứ. Cậu nhận phần dưới cho chúng mày phần trên là cậu thương chúng mày để cho chúng mày có của ăn của để. Hiểu dạ, chưa? Dạ vâng ạ. Nên là coi như là phải biết ơn. Cái gì đấy? Biết ơn biết đường mà sống với cậu nhá. Dạ vâng ạ. Nhưng mà thôi, cậu thương thế là thương đến hai lần rồi. Năm nay cậu tính như thế này nhá. Năm nay cậu muốn là vợ chồng. Thôi, ui chị đấy, ui ôi. Mày ngậm ngay cái mồm mày lại nhá. Cái mồm mày mở rộng ra như thế là ông biết ngay là mày chuẩn bị nói câu gì rồi. Vợ chồng con chào ông ạ. Chào ông ạ. Bây giờ thế này nhá. Dạ. Hai cái vụ vừa rồi vợ chồng mày quá khôn nhá. Còn cái thằng cậu mày thì quá dốt nhá. Đấy, cái vụ trước là mày trồng sắn, mày ăn củ để cái thân ông về ông phơi khô, ông nấu cám cho lợn khói hết cả nhà, cay xé cả mắt. Cái vụ sau chúng mày thì lại dở cái trò mày ăn ở trên mặt đất, mày ăn mía để cho ông với cậu mày ăn củ mía thế à? À, chính vì thế cho năm nay nhá, chúng mày phải chấp nhận vợ chồng mà chúng mày nhá, để cho ông ăn cả củ cả thân. Ơi, dạ nhưng mà ông không có nhưng nhắc gì cả, không có dạ vâng gì hết. Chúng mày ăn quá nhiều rồi, chúng mày quá khôn rồi, bây giờ phải để cho ông mày khôn một tí chứ. Không có nói nhiều, năm nay ông ăn cả củ cả cây chấm hết, đi về. Dạ vâng ạ. Con xin phép ông, con xin con phép chào cậu ông, ạ. Chào cậu ạ. Đi thì mình. Con thấy thầy xử lý thế nào? Ôi giời ơi, dạ con bái phục thầy ạ. Thầy quả là cao kiến, thầy đúng là xứng đáng là thầy của con ạ. Cao như núi. Con cứ bình tĩnh. Riêng thầy mà đã ra tay thì gạo say cũng phải ra cám nhá. Mà cái phen này thì cái cám cũng không có mà ăn. À, cứ như hai vụ trước mày bị làm ăn như thế thì không mà đổ thóc giống ra mà dạng. Đùa thầy, con đang định khen thầy, thầy nói thế bao giờ không? Ô hay, thế thầy làm như thế là không đáng khen à? Khen thì khen rồi nhưng mà thầy mắng ngon thế. Thế không ạ? Thầy, vợ chồng chúng nó kia. Chặn nó lại. Ôi dồi ôi. Cố lên mình ơi. Con chào ông. Con chào cậu ạ. Bây giờ vất vả nha. Ôi dạ. Ông à, ông cũng phải nói với hai vợ chồng chúng mày thế này. Dạ. Thôi thì hai cái vụ trước vợ chồng chúng mày ăn đủ của ông với cậu rồi.
Thì vụ này thì chúng mày phải chấp nhận ngậm đắng nuốt cay. Không phải để cho ông với cậu hưởng một tí chứ để đừng có trách ông với cậu nhá. Dạ, dạ chúng vâng con không dám à. Thế tốt rồi. Thế vừa rồi thế là đầy đủ các thứ rồi, cây cối với củ kiếc là của ông vẫn còn nguyên vẹn đấy chứ Vọng. Dạ vâng, ông cứ nhìn xa xa kia đấy ạ. Đấy ạ, của ông tất đấy ạ, của cậu tất đấy ạ. Thế vụ này vợ chồng mày trồng cái gì đấy? Dạ, chả giấu gì ông, vợ chồng con trồng cây ngô. Dạ. Ngô. Ngô. Vâng. Vâng, cây ngô ạ. Ngô thì không có củ, mà thân nó cũng chẳng để làm gì. Dạ. Thế cái con bắp đâu? Dạ, bắp đây à. Ông ra đây xem. Dạ. Bú nó, lui ra cho ông xem. Đấy. Ô thế chúng mày, vợ chồng chúng mày lấy bắp à? Vâng. Vâng, thì ông chẳng bảo là không được lấy củ, không được lấy thân. Cậu ơi, cậu nói cho ông biết đây là cái gì đi ạ? Nó là bắp ngô chứ là cái gì? Đấy là bắp. Thế đâm ra là chúng con mới lấy, chứ chúng con có dám lấy củ với lấy thân đâu. Thôi, bu nó. Dạ, con xin phép ông và cậu, con đi chợ cho nó sớm ạ. Dạ, con chào ông, con chào cậu ạ. Lấy đi bắp thôi. Về, lấy mình bắp ơi, về. Đi thôi. Đùa, con tưởng thầy thế nào? Hóa ra thầy thông minh thì cũng chỉ có như con thôi. Mà con nói thật với thầy nhá, cái ngữ như thôi là... Mày ngậm ngay cái mồm mày lại nhá. Thầy có lạ cái gì nữa? Cái mồm mày mở rộng như thế thầy đoán biết ngay được là mày chuẩn bị nói câu gì rồi nhá. Đúng là cái bọn kẻ khó này vừa nhọ vừa thâm. Đã thế rồi mày sẽ biết tay ông. Thượng làng triềng cha, thượng hạ tây đông, truy nã phú ông, tiểu nhân văn đần, cả làng chỉ cần gặp đâu là đánh, tránh tộc xưng danh, có ngay tiền thưởng. Ôi giời ơi, giời ơi, giời ơi, tiên sư vợ thằng mõ nhá. Ông chửi ai? À, tôi chửi tôi. Giời ơi, sáng ngày ra, ăn bát cháo lòng sao không hiểu sao lạnh hết cả bụng. Tôi mới nhờ mụ là đi giao mõ hộ mà mụ vừa giao cái gì đấy hả? Triềng làng triềng cha, thượng hạ tây đông, truy nã phú ông, tiểu nhân. Ôi ôi, mồm, trời ơi, cao xanh ơi. Người ta đang đi bầu cử. Đang đi bầu cử, sao lại tự dưng lại sao là truy nã? Này nhá, hả? Tôi nói cho ông biết, đây là việc của ông nhá. Còn việc của tôi ý, là ở nhà, chăm cho năm cái tàu há mồm kia kìa. Im mồm nhá. Đẻ có kiêng không, hả? Đây là một cái việc quan trọng chưa? Họa từ cái mồm, chết từ cái mồm, hả? Giao, phải giao cho chuẩn. Nếu không ấy là chết, là đói, hiểu chưa? Giao rồi thế này này. Ôi cao xanh ơi, triềng làng triềng cha, mõ lên. Thượng hạ tây đông, con gái phú ông, không chồng mà chữa. À. Ai ôi giao thế à? Ngày giữa đẻ có kiêng không? Đau quá, tát gì mà tát đau thế. Chả qua là ngày xưa mà nhận cái chức mõ này, nhận luôn cái vụ án của con thị màu. Thế đâm ra là nó cứ vận vào người ấy chứ. Thấy không? Nào, lại. Từ từ, nghe tôi nói đây. 5 năm mới có một cái đợt bầu cử để tìm ra một chánh tổng, hiểu chưa? Một chánh tổng có tài, có đức. Nếu bầu cử sai nhá, là trên chết, chung chết và chúng ta chết. Mà chúng ta chết ấy, có nghĩa là 5 cái tàu há mồm ở nhà ấy cũng chết đói kìa, hiểu chưa? Phải giao cho nó chuẩn nha. Mõ lên, nhạc lên. Triềng làng triềng cha, thượng hạ tây đông, có cả đàn ông và cả đàn bà, cùng cả người già và nhiều người nữa, cùng nhau gia đình để rồi con binh tìm ra chánh tổng. Họ này con mẹ mõ, tôi có phải trâu là ngựa đâu mà sức lực mà nói đấy. Nghỉ tí đã, lại nhạc.
Nhất là Văn Đần, nhị là Văn Vài, bà con đường gài đi ngay gia đình, loa 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 loa. Được chưa, được chưa? Mẹ mó đâu? Đưa tay đây nào, đi giao mó mình nhá. Ôi giời, ôi giời. Ừ, chết. Họa, họa. Đi. Đi. Loa 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 loa. Loa 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 loa. Đần ơi. Gì đấy? Người anh em hàng xóm tốt bụng. Đần ngu lắm. Nhớ kìa. Tại sao lại nuôi cả tên húy của ông cụ thân sinh nhà Đần ra thế? Ừ. Cụ như ông tên là Dại cơ mà. Thì Dại với ngu nó cũng giống nhau, cũng là húy húy. Đã không hay chữ được cái tích lý sự. Tôi đã nói rồi. Nếu mà Đần nghe lời tôi thì chắc chắn giờ này cái chức chánh tổng là nó thuộc về tay Đần nhá. Chứ còn gì nữa. Ừ. Chức chánh tổng phải nằm trong tay thằng này chứ. Ừ. Thế nhưng mà làm sao? Hả? Thế bây giờ như nào? Tôi đã bảo rồi, khi nào mà tôi giật nó phải đứt. Đằng này tôi giật thì nó ông cứ nối như thế thì nước non gì. Nhưng mà đứt là đứt dư Lào. Làng trên xóm dưới, tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Đứt đoạn làm sao? Tình làng nghĩa xóm gì? Ở đây đấy. Ông xem bây giờ có ai ủng hộ ông không hả? Hả? Tôi đi về. Ok hả? Đần đã đi từ nhà lên đây hàng mấy thôi đường. Biết là người anh em hàng xóm tốt bụng, lắm mưu nhiều trước. Nghĩ xem còn cách nào không? Kế à? Kế thì đây đầy. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Phải nghĩ đã. Nghĩ đi. Nghĩ đi. Cái tánh tôi khi mà nghĩ kế là không thể ngồi cao được, cho nên là phải ngồi thấp. À, ngồi thấp mới có kế cao đúng không? Ra chưa? Chưa nghĩ ra. Đợi tí. Thế thì cố dặn đi, cố dặn đi. Nào, cố dặn đi nào. Hả? Cái gì à, Xỉu Nhi? Xỉu Nhi bảo gì cơ? Hả? Dặn ra rồi đúng không? Hey. Có kế rồi. À. Có kế rồi. Kế gì? Bây giờ ấy, chỉ có đúng 3 chữ thôi. Được. Càng ngắn gọn càng xúc tích. Một là tiền. Tiền. Hai. À. Nhiều tiền. Nhiều tiền. Ba là rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền à? Ừ. Này, người anh em hàng xóm tốt bụng ơi. Ừ. Đợt vừa rồi dịch bệnh liên miên, rồi lại đi vận động bà con ủng hộ. Ừ. Cho nên là bao nhiêu của nả trong nhà cũng đội nón ra đi gần hết rồi. Bây giờ lại rất nhiều tiền nữa thì không biết lấy đâu ra. À, tức là hết tiền à? Đây thầy, tiền đây thầy. Người anh em hàng xóm tôi bụng cho tiền. Đúng thế. Được. Nhưng mà với một điều kiện là sau này ông mà lên cái chức chánh tổng thì đừng có quên ơn thằng này nhé. Được. Rồi thằng này nói gì là phải nghe đấy. Được, giật thằng này giật đấy. là phải đứt luôn. Giật nhé. Là đứt luôn. Thế bạn này, bây giờ ông đến từng hộ. Ừ. Ông vào từng nhà. Ừ. Ông đưa tận tay từng người. Ừ. Mỗi người 1.50 đồng. Tôi đảm bảo với ông là tất cả mọi người là sẽ ủng hộ ông răm rắp nhá. Mỗi người 1.50 đồng. Chứ còn gì nữa. Thế thì nhiều tiền lắm. Ê kìa, muốn lên chánh tổng thì mình phải chịu khó, chịu chơi chứ. Chăm sự,
là nhờ vào người anh em hàng xóm tốt bụng đấy nhá. Yên tâm. Yên tâm, công thành danh toại. Đây không tiếc người anh em hàng xóm cái gì. Được rồi. Nhưng mà nhớ nhá, sau này giật đâu là đứt đấy. Kéo lên cái. Ông làm cái gì đấy? Hả? Tôi ngửi tương. Sao giờ này ông còn rúc đầu vào trong tương mà ngửi? Tôi ngửi tương còn thơm hơn là ngửi bà đấy. Ông nói đấy nhá, lần sau đừng có mà ngửi tôi. Nói đùa thôi, tôi phải ngửi ngửi mình chứ. Không ngửi mình thì ngửi ngửi ai? Thế có chuyện gì bà nói tôi nghe nào. Ông không biết à? Ông Vài và ông Đần đang tranh cử. Người ta đánh nhau thì kệ người ta. Ông không biết gì hết. Mình ra ngoài đây mình đứng bầu cử, một canh là mình được 1 đồng rưỡi ông ạ. Đứng ngoài đấy, một canh được 1 đồng rưỡi. Từ nay mình không còn vất vả đứng làm tương nữa. Mình ra ngoài đình mình đứng, mình có tiền. Thật không? Thật ông ạ. Lại chẳng thật à. Vợ chồng nhà giàu tốt. Vâng, con chào ông ạ. Không dám, ông xem nào. Con này từ bên ngo mà về đây lấy chồng ăn nước làng này, cái là da nó cái trắng trẻo này, nhuận sắc lắm. Cụ ơi, cụ đứng sang bên này, đừng đứng gần vợ con ạ. Còn thằng bố Tuất, dạ, dạ. Ông sao nào? Được, khỏe thế này hai vợ chồng mày đẻ lấy 5 đứa nữa mà nuôi. Dạ bẩm cụ, bây giờ là 6 đứa con, 6 cái tàu há mồm rồi. Bây giờ mà đẻ nữa thì vợ chồng con dã họng. Mày lo cái gì? Ông mà lên chức chánh tổng á, vợ chồng mày đẻ có 60 đứa nữa cũng nuôi thoải mái nhá. Thế ạ? Chứ còn gì nữa. Lúc bây giờ là mua hẳn mấy mẫu ở ngoài kia nhá, các con mang hết chum ra ngoài để không phải ngửi cái mùi. Nhưng mà ông ơi, trông tướng mạo mặt của ông là hay uống rượu nhiều mà mặt tóp thế này không được làm quan đâu, không lên được đâu. Không được làm quan. Dạ. Này ông nói cho mà nghe. Dạ. Ngày mai là quyết liệt tranh cử giữa ông với cái lão Vại. Thế vợ chồng là Dậu Tuất xem giữa ông với lại cái lão Vại đấy ai làm chánh tổng thì hơn. Con nghĩ là ông đấy à? Ông gì mà ông? Ông ơi, ông quay một vòng con xem nào. Ôi trời ơi, ông ơi, người ông trông xấu xí, má tóp, đít tóp thế này không làm được đâu. Mà còn nói cho ông biết nhá, ông Vại nhá, ông làm là 4-5 năm nay rồi, làng mình đang yên bình. Bây giờ để ông làm. Nó yên bình kiểu chúng mày tương vẫn là tương đúng không? Cà vẫn là cà đúng không? 6 đứa mà không có cái gì mà đút vào mồm đúng chưa? Ông làm nó khác. Khác ngay từ cái đầu tiên. Đây, ngày mai khi mà ông đứng nói chuyện với bà con về sự phát triển của làng xã mình, hai con đứng đấy cứ mỗi canh giờ ông cho 1 đồng rưỡi. Đứng không ạ? Có vỗ tay không ạ? Cười tươi vỗ tay thật to. Đã thế thì mình vỗ cả chân. Được chưa nhá? Thế vợ chồng chúng mày đứng được mấy canh giờ? Dạ, dạ bẩm ông, có tiền thì vợ chồng con đứng 100 canh giờ con vẫn đứng được ạ. Cái gì? Dạ. Thấy nhà ông bở thì đào mãi à? Ai lấy tiền giả cho chúng mày được 100 canh giờ? Đứng cho ông 4 canh giờ là ông nói bã bọt mép ra rồi. Được. Nào đưa cái tay ra đây. Cái tay con vợ nó mới biết quán xuyến. Thế là ông cho 4 canh. Dạ. 1.5 đồng, vị chi là 6 đồng. Cảm ơn ông. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ con xin ạ. Nghe để ông dặn. Dạ. Đến cái lúc cái lão Vại phát biểu, hai đứa phải bĩu môi ra, ngoảy đít về luôn, nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Vâng. Không ông cho người đòi lại tiền đấy. Dạ. Vâng ạ. Rõ chưa? Dạ không rồi ạ. Thế là rõ rồi. Ông về. Chào ông nha. Vợ chồng mày ngoan. Vợ chồng ngoan lắm. Ông lại nha.
Ý, có tiền. Hey, vợ Dậu đâu nhỉ? Dạ. Vợ Dậu. Dạ con đây ạ. Con chào ông. Thế nào? Ông nói có đúng không? Dạ ông nói đúng ạ. Như nào? Mình ra đứng là có tiền ông ạ. Đấy. Đứng là có tiền mà này. Vâng. Thế thì bây giờ là như nào nhỉ? Cái gì cơ Sửu Nhi? Hả? Tiền đó. Tiền tươi à? Đấy, cháu nó bảo tiền luôn. À, dạ bác, có tiền của ông đây ạ. Ừ. Nhà 1, 2, 3. Dạ, đủ rồi. Hay đủ rồi. Ê, dạ. Ông xin nhá. Dạ. Bây giờ ông lại phải sang nhà khác đây. Dạ, ông lại nhà. Chiêng lăng trên trà. Thượng hạ, tây đông. Có cả đàn ông và cả đàn bà. Cũng cả người già và nhiều người nữa cùng nhau gia đình để rồi con bình tìm ra tránh tở. Alo, chiêng làng chiêng trạ thượng hạ tây đông chào mừng bà con ngày hôm nay đã đến sân đình để mà tìm ra tranh tổng mới vô tình. Thưa bà con, trước khi vào một cái đợt gọi là bình bầu ra chánh tổng mới, làng ta có một tiết mục sẩm vô cùng vui nhộn để chào mừng. Xin bà con một tràng vỗ tay. Xin mời. Một tràng vỗ tay cho tiết mục sẩm vô cùng vui nhộn. Thưa bà con, ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm ra một chánh tổng mới. Và tôi xin hỏi bà con, ai là người đứng về phía ông Văn Vại? Văn Vại, Văn Vại, Văn Vại. Vâng, thưa bà con, rất tuyệt vời. Bên tám lạng người nửa cân, hy vọng khi các ông lên để nhận chức chánh tổng mới sẽ có những đóng góp cho xã, cho làng ta. Xin bà con một tràng vỗ tay. Và ngay sau đây, ông Văn Vại cũng như là ông Văn Đần sẽ có những lời nói để thuyết phục bà con. Và ngay sau đây sẽ là đôi lời phát biểu của hai ông. Tôi xin mời ông Văn Vại bước lên sân khấu. Vỗ tay bà con ơi. Văn Vại, Văn Vại, Văn Vại, Văn Vại, Văn Vại, Văn Vại. Xin mời ông. Và ngay sau đây tôi xin mời ông Văn Đần. Văn Đần, Văn Đần, Văn Đần. Ông Văn Đần đi đâu nhỉ? Một cái việc đại sự quan trọng của làng thế này mà giờ không thấy mặt mũi ông ta đâu. Ông Văn Đần lần thứ nhất. Ông Văn Đần lần thứ hai. Ông Văn Đần lần thứ ba. Nếu ông không ra. Dạ, thôi mời ông phát biểu ạ. Dạ, vâng, mời ông phát biểu. Dạ. Vâng, những màn bắt tay phải nói là vô cùng là tình cảm. Đây là tình cảm của ông đang dành cho các bô lão ở trong làng. Ê, ông, đây là vợ con. Thay mặt con còn gì nữa. Dạ. Vâng, xin mời ông có vài lời với bà con trong làng. Vỗ tay bà con.
Mời ông đứng lên. Dạ vâng, ông phát biểu. Dạ. Thưa tất cả bà con, nếu như nhiệm kỳ này bà con vẫn tin tưởng để cho tôi được trúng cử, tôi xin hứa với bà con là cả cái xã ta, nền kinh tế lại tiếp tục phát triển và phát triển cao hơn nữa. Nền kinh tế của xã ta sẽ đứng đầu trong toàn xã, trong toàn cả nước, thậm chí đứng đầu trong cả các xã ở nước bạn. Một tràng vỗ tay. Còn về môi trường, tôi xin hứa với bà con, nhiệm kỳ này nếu tôi tiếp tục làm, tôi sẽ đưa 1.000 cây xanh về trồng khắp tất cả xung quanh làng để cho bà con mọi người đều được thở không khí trong lành. Và đặc biệt hơn nữa, mỗi một tháng tôi tổ chức 2 lần lễ hội, đó là lễ hội mang tên diệt sâu bọ, để cho tất cả bà con trong xã ta luôn luôn được ăn rau sạch, thực phẩm sạch. À, lại một tràng vỗ tay. Tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 4 mua đậu nấu chè, ăn Tết Đoan Ngọ lại trở về tháng 5, tháng 6 mua đậu bán dâm, tháng 7 ngày rằm xóa tội vong nhân, tháng 8, tháng 9 nghỉ hè, còn 3 tháng nữa mùa đông là vừa. Tôi xin hết ý kiến. Chung vậy, chung vậy, chung vậy, chung vậy, chung vậy. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của bà con dành cho ông. Xin mời ông an tọa tại ghế của mình ạ. Thưa bà con, vậy là tình cảm của bà con đã dành cho ông Văn Vại có thể nói là rất là bao la biển rộng. Và ngay sau đây, tôi xin được tuyên bố ông Văn Đần. Ông Văn Đần đâu nhỉ? Không biết là bụng dạ sao không, hay là gia đình có việc gì mà giờ này chưa đếm. Nếu như bà con đồng ý, tôi sẽ đếm đến 3 lần. Nếu như ông không xuất hiện thì coi như ông Văn Vại ngày hôm nay sẽ là người chiến thắng. Ông Văn Đần lần thứ nhất, ông Văn Đần lần thứ hai, ông Văn Đần lần thứ ba. Tôi chết. Chết cái gì? Ông này ông đi đâu? Đi. Tôi xin tuyên bố. Vậy thì không có sự xuất hiện của ông Văn Đần thì ngày hôm nay tôi xin tuyên bố ông Văn Vại sẽ là người chiến. Giờ này chưa phải là lúc tuyên bố tuyên mẹ gì cả. Chào bà con. Bà con thấy chống gậy. Chống gậy chưa phải là già. Đây không phải là gậy. Đây là cái để đo khoảng cách chống cú vịt, cách nhau một con sào. Dạ thưa bà con, vậy là ông Văn Đần đã xuất hiện đúng lúc, xin bà con một tràng vỗ tay. Và ngay sau đây ông Văn Đần sẽ có đôi lời phát biểu với bà con, xin bà con một tràng vỗ tay. Dạ mời ông an tọa. Dạ, dạ đôi câu nói với bà con thật giản dị. Vâng, tôi đã nghe những lời phát biểu rất là mỹ miều của cái kẻ mà bà con đã tin tưởng trong mấy năm vừa qua. Họ đã hứa với bà con rằng bà con có một cuộc sống là chính mình. Không, tôi sẽ đưa bà con lên một cuộc sống không phải là mình nữa. Bà con sẽ tiến lên một bước mặc dù bà con đang đứng ở đỉnh cao. Bà con biết đứng ở đỉnh cao tiến lên một bước sẽ lên đâu không? Xuống vực. À, lên rồi. Lên rồi. Bà con ạ, về mặt y tế, trồng cây. Trồng cây làm sao hít thở được. Về mặt y tế, tôi sẽ mời rất nhiều những thầy lang, tăng thu nhập cho thầy lang, nuôi thầy lang, để mỗi một con người là có một thầy lang phục vụ. Bà con không phải đi làm đồng, đẻ rơi ở ngoài đồng phải cắt rốn bằng liềm nữa. Về mặt giáo dục cho con em chúng ta, làm sao tiến được với những cái nước như Hoa Kỳ, Phú Lan Sa, thì
tôi cũng nuôi cho mỗi bà con một thầy đồ. Thầy đồ sẽ là những người ăn nói rõ ràng, chứ không hề lắp bắp nói ngọng. Để cho con em chúng ta học được cái chữ của Thánh Hiền, được không bà con? Về kinh tế, bà con không phải ủ tương, không phải phơi củ cải nữa, mà tất cả tương, củ cải trộn vào. Và chúng ta sẽ mua men ở bên Xiêm về, bà con sẽ ủ men trở thành món rượu đặc sản, gọi là rượu củ cải tương. Củ cải tương xuất sang các nước bạn. Bà con đã thấy cuộc sống của chúng ta tương lai tươi sáng chưa? Xin một tràng vỗ tay thật lớn vào, thật lớn vào. Bà con chưa vỗ tay bởi vì còn trông chờ vào tôi nhiều điều nữa, phải không ạ? Còn riêng của bà con nhé, bà con không ai phải mặc áo vá, áo rách cả. Bà con cởi áo rách vứt đi. Còn thế nào cởi trần hay mặc áo gì đó tôi không nói ở đây. Có kẻ họ lại bắt chước theo tôi. Tôi sẽ làm chánh tổng, có đúng không? Tôi sẽ làm chánh tổng mới. Nào ai ủng hộ tôi chánh tổng mới giơ tay. Tôi hiểu, im lặng làm sự đồng ý. Thôi được rồi. Xin mời ông Văn Đần, mời ông an tọa tại ghế của mình. Để tôi có vài lời phát biểu ạ. Dạ vâng, xin mời ông ạ. Lên mõ. Vâng, thưa bà con, sau một phần trình bày vô cùng dài dòng của hai ứng cử viên, một ông thì 74 kg, còn một ông thì năm nay đã 78 tuổi. Phải nói là hai ông được bà con rất là tin yêu. Nhưng khách quan mà nói thì ngày hôm nay ông Văn Vại được rất nhiều những cánh tay của bà con giơ lên để bình chọn. Và người còn lại là ông Văn Đần thì được bà con ủng hộ bằng một sự im lặng đến ớn lạnh. Có thể đây là một cái cách bình chọn mới mà bà con muốn dành cho ông. Và tôi xin bà con một tràng vỗ tay. Vỗ tay thật lớn nào. Để ngay sau đây tôi sẽ công bố tiếp. Thưa bà con, trong mỗi phiên bầu cử nào thì cũng đòi hỏi sự công bằng. Tuy nhiên, chúng ta đều là con dân trong làng. Vì vậy, để cho khách quan, năm nay chúng tôi có một thể lệ mới là mời một người anh em hàng xóm sang đây để có một cái góc nhìn từ bên ngoài vào để cái việc bầu cử chánh tổng sẽ công tâm hơn. Bà con có đồng ý không ạ? Bà con có đồng ý không ạ? Vâng, ông ấy cũng đã xuất hiện ở đây rồi. Một tràng vỗ tay để chào mừng người bạn hàng xóm. Xin mời ông. Hey, thưa bà con, mặc dù tôi là người làng bên, nhưng mà đã được bà con tín nhiệm mời sang đây tham dự cái lễ bầu chánh tổng. Và phải nói rằng sau khi ngồi quan sát, nhìn những ánh mắt, những nụ cười nở trên môi của bà con, thì tôi đã biết rằng bà con ủng hộ ai. Cái gì hả Xỉu Nhi? Dạ vâng, sau khi bàn bạc với Xỉu Nhi thì tôi xin tuyên bố chánh tổng năm nay đó chính là Mai xin bà con bình tĩnh, bà con cứ ngồi xuống. Tôi xin bà con cứ ngồi xuống đã. Đây chỉ là người anh em hàng xóm thôi, có thể là cái việc bầu cử ngày hôm nay khiến cho bà con có vẻ hơi căng thẳng. Dạ, ở đây liệu ai có ý kiến gì để có một cái phương án nào không ạ? Dạ. Dạ vâng, thưa bà con, sau khi mà được tham vấn ý kiến thì tôi đã có quyết định. Đó là ngày mai chúng ta sẽ làm một cái hòm, tạm gọi là cái hòm bầu cử. Mọi người sẽ bỏ phiếu kín vào đấy. Mọi người có đồng ý bỏ phiếu kín không ạ? Đồng ý không ạ? Thế xin bà con một tràng vỗ tay. Đấy, mọi việc đến đây coi như là kết thúc. Xin mời bà con về nhà nghỉ ngơi để ngày mai đi bỏ phiếu kín. Xin mời bà con giải tán. Chào bà con nhá. Không thể chấp nhận được. Tôi cũng về.
Cô cổ giang hạng cuối cùng được việc gì đâu. Này. Này, ông ơi. Tôi bênh ông như thế, tôi ủng hộ ông ra mặt như thế, nhưng mà tôi không hiểu ông sống ở cái làng này như thế nào mà tại sao bà con hàng xóm láng giềng chả ai người ta ủng hộ ông thế nhỉ? Hả? Tôi cũng không hiểu là sao. Tôi đã tốt chi như thế rồi, tại sao lại thế? Nhưng mà không sao. Yên tâm. Tôi đã tính đến cái nước này rồi. Thua keo này ta bày keo khác nhá. Tôi đã có kế sách. Thằng bố dần có nhà không nhỉ? Thằng dần đâu? Dạ. Dần ơi. Dạ. Dạ, con chào ông ạ. Chẳng dám. Hôm qua mà đi chết đâm chết dấp ở đâu mà ông đến đây 5 lần 7 lượt không gặp cái mặt mày là sao? Hôm qua, à dạ, hôm qua con đi tát ao thuê ông ạ. Thế mày đi tát ao cả ngày rồi mày đi cả đêm mày không gặp vợ? Dạ, không, tối con vẫn về mà. Thế con vợ mày nó không có mồm à? Hôm qua nó có nói gì với mày không? Ông dặn nó đủ điều. À, dạ, dạ, vợ con nói rõ ràng rành mạch rồi ông ạ. À, đầy đủ không? Dạ, đầy đủ ạ. Thế tại sao hôm nay mày lại không ủng hộ ông là thế nào? Ờ, dạ, bẩm ông, thật ra là con cũng có chút thiện cảm với cả ông Vại ông ạ. Có chút thiện cảm à? Thế nó có làm cho đời mày sung sướng không? Dạ. Nó có làm cho hai vợ chồng mày giàu có không? Dạ. Nó có làm cho lũ con nhà mày có áo mới mà không hả con? Dạ, không. Thế thì thiệt, cái chó gì? Nghe ông, nhá. Dạ. Muộn rồi nhưng chưa phải là hết. Nghe ông, dạ. Nhá. Thì cuộc sống chúng mày sẽ giàu sang phú quý. Ủng hộ ông, rõ chưa? Ủng hộ ông ạ. Ừ. Mà không phải đợi nữa mà. Thậm chí ngay từ bây giờ. Ờ, phương sách thứ nhất là có tiền. Đây, ông cho tiền nhá. Nghe tiếng này nó êm tai làm sao. Có tiền không được thì sẽ phương án hai là sẽ có nhiều tiền. Đây. Được chưa con? Ờ, dạ. Dạ. Con xin. Há mồm ra. Không cho mày tất. Cứ ngậm mồm ăn tiền. Khi làm chức lý trưởng rồi, vợ chồng mày cứ ngậm mồm ăn tiền.